chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hỏi đáp cùng chuyên gia với chủ đề tuyên truyền vận động nhằm xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống. Chương trình đang được phát sóng trên kênh TTV11 Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Và đến với chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Thế Tân, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh. Chào MC, chào quý vị khán giả. Hôn nhân cận huyết thống là một hủ tục lạc hậu, mang lại nhiều hệ lụy cho gia đình và cả xã hội. Công tác tuyên truyền, ngăn chặn và xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống đã và đang là một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách dân số và gia đình của nước ta. Vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một vấn đề mà xã hội đang rất là quan tâm, vì tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nó để lại một cái hậu quả rất lớn cho thế hệ mai sau. Xác định được lực lượng đoàn viên thanh niên là lực lượng nằm trong độ tuổi kết hôn, vì vậy việc tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tổ chức đoàn tại địa phương cần phải quan tâm triển khai thực hiện. Trong những năm qua, việc tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, trong đó nổi bật với các hoạt động như tổ chức chương trình cà phê với pháp luật để tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và người dân tại địa phương về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ngoài ra thì thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, phong trào thể dục thể thao, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tập trung tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thông qua các hoạt động trên, Ban Thường vụ huyện đoàn muốn truyền tải thông điệp để nâng cao nhận thức cũng như những suy nghĩ đúng đắn của đoàn viên thanh niên về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, để cùng chung tay với xã hội đẩy lùi vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chúng ta đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong công tác tuyên truyền nhằm xóa bỏ vấn nạn này. Những khó khăn này không chỉ đến từ sự hạn chế về nguồn lực và phương tiện truyền thông, mà còn xuất phát từ những yếu tố văn hóa, tập quán lâu đời và nhận thức của cộng đồng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và trao đổi về chủ đề tuyên truyền vận động nhằm xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống với sự tham gia, chia sẻ từ các vị khách mời. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các thách thức hiện tại trong việc truyền đạt thông điệp, tiếp cận và thuyết phục cộng đồng, cũng như là đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tuyên truyền. Và câu hỏi đầu tiên, xin luật sư hãy cho biết là hiện nay các chiến dịch tuyên truyền vận động bà con và đặc biệt là cộng đồng dân tộc ở vùng sâu, vùng xa về vấn nạn hôn nhân cận huyết thống thì đang được thực hiện như thế nào ạ? Cảm ơn người bình. Kính thưa quý khán giả đang xem đài, cái việc xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống phải xác định đây là cái công việc khó khăn và đòi hỏi phải có cái cách tiếp cận cách toàn diện. Và cái hệ thống giải pháp phải đồng bộ, là cũng như phải là kiên trì thực hiện với cái sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức cá nhân. Bên cạnh cái việc mà chúng ta can thiệp bằng các cái biện pháp pháp luật và hành chính, thì từ cái chính quyền cũng cần phải đổi mới cái nội dung, phương pháp và cách thức truyền thông phải phù hợp với tập quán văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm mà phát huy cái nét đẹp truyền thống, các cái tập tục có lợi trong hôn nhân và gia đình của các dân tộc, nhằm gắn kết cộng đồng tham gia vào cái việc đẩy lùi và xóa bỏ cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Thì hiện nay là các địa phương có vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đang tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động nhằm thay đổi nhận thức cũng như là cái hành vi, ý thức, trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân của cái vùng dân tộc thiểu số trong cái việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Vì để giảm thiểu cái nạn hôn nhân cận huyết thống thì có nhiều địa phương cũng có các cách làm rất là hiệu quả, là như là cái tuyên truyền các cái nguyên nhân và hệ lụy của việc kết hôn cận huyết thống bằng nhiều cái biện pháp như là truyền thông nhóm hoặc là truyền thông trên các cái đài truyền thanh, lồng ghép các cái nội dung và sinh hoạt định kỳ các cái mô hình câu lạc bộ tại địa phương, như là truyền thông tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình thông qua các cái cộng tác viên là tình nguyện viên dân số, hoặc là thành lập các cái câu lạc bộ như là câu lạc bộ phòng ngừa hôn nhân cận huyết thống, rồi câu lạc bộ hỗ trợ tiền hôn nhân, là câu lạc bộ tư vấn sức khỏe sinh sản, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ pháp luật vân vân.
là ngoài cái việc tổ chức sinh hoạt định kỳ thì thành viên của các cái câu lạc bộ này cũng đã phối hợp với phòng tư pháp và các cái tổ chức đoàn thể chính trị cấp huyện, cấp xã như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân vân vân, cũng tổ chức các cái buổi tuyên truyền vận động tận nhà từng hộ dân vào các cái buổi tối lúc mà rảnh rỗi không có đi làm đồng là nông nhàn, cũng như là tuyên truyền bằng cái nhiều hình thức khác nhau như là cái sân khấu hóa hoặc là nói chuyện chuyên đề hoặc là tổ chức các cái hội nghị họp thôn bản, rồi các cái tổ chức đoàn thể phối hợp với trưởng thôn, người có uy tín cũng như là đến từng nhà dân vận động việc thực hiện kết hôn đúng với quy định pháp luật. Các cái ấn phẩm tài liệu được phát đến từng người dân cũng được tăng về cái số lượng và cái chất lượng, dễ đọc và dễ hiểu để nhằm mà tuyên truyền sâu rộng hơn là trong cái đồng bào người dân tộc thiểu số có đạt hiệu quả hơn. Dạ vâng ạ. Như vậy thì thưa luật sư, những khó khăn chính trong công tác tuyên truyền giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống hiện nay là gì ạ? Thì như chúng ta cũng thấy rằng là cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống hiện nay là vẫn còn xảy ra nhiều, mà đặc biệt ở những cái nơi vùng sâu vùng xa, chủ yếu là cái cộng đồng người dân tộc thiểu số. Đối với những cái địa phương những cái địa bàn này thì cái giải pháp để mà ngăn chặn phòng ngừa chủ yếu cũng là cái công tác tuyên truyền. Tuy nhiên là còn nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền để giảm thiểu cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như là thiếu kinh phí, rồi cái tập tục thì còn lạc hậu của của những người dân, và đặc biệt là cái tình trạng khó khăn nhất là bất đồng ngôn ngữ. Bên cạnh đó thì cái việc xử lý vi phạm về hôn nhân và gia đình cũng còn là chưa kiên quyết, là bởi một số cái cản trở khách quan khác. Ở đây thì tôi cho rằng là những cái khó khăn chính là cái công tác tuyên truyền gặp nhiều là do cái bất đồng ngôn ngữ là chính. Là cái vùng có cái tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống cao là cái vùng kinh tế là văn hóa còn lạc hậu, cũng như cái nhiều người mà không biết chữ, đối tượng chính của cái việc tuyên truyền này là các cái thanh thiếu niên, là ít cái tham gia sinh hoạt cộng đồng đoàn thể, dẫn đến cái hiệu quả là cái nó không được cao, đặc biệt là do cái tập tục lạc hậu nó ăn sâu vào cái tiềm thức của cái cộng đồng của người dân dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa này, là bà con cho rằng là những người có cái quan hệ bà con họ hàng mà kết hôn với nhau là sẽ gần gũi hơn, thân thiết hơn, cũng như là không phải mà phân chia cái tài sản cho cái người ngoài, rồi không sợ mất con hay là mất của. Cái tình trạng mà không có việc làm hoặc là cần thêm lao động cho cái trong gia đình của mình cũng là cái nguyên nhân mà khiến cái tỷ lệ kết hôn trái pháp luật cũng tăng cao. Là chủ yếu là họ lấy với nhau về là cũng để có cái người mà cùng cái làm nương làm rẫy, cùng làm đồng với mình, cứ đi làm với mình. Dạ vâng ạ, thưa luật sư, thì có một câu hỏi như thế này của một vị khán giả có tên là NTB gửi về cho chương trình, thì có nội dung như sau ạ. Chào luật sư, tôi đang làm công tác xã hội tại khu vực có cộng đồng người dân tộc thiểu số sinh sống. Thì qua điều tra về tình trạng hôn nhân gia đình của đồng bào dân tộc, tôi nhận thấy hiện nay tình trạng kết hôn cận huyết vẫn còn tồn tại, và đây là thực trạng đáng báo động. Vậy thì xin luật sư hãy chia sẻ thêm những thông tin, kinh nghiệm hữu ích nhằm giúp tôi tiếp cận và thuyết phục các cộng đồng có nguy cơ cao về hôn nhân cận huyết thống hạn chế xảy ra tình trạng trên. Xin cảm ơn luật sư. Vâng ạ, và đây là một câu hỏi rất là hay và chất chứa nhiều tâm huyết của bạn NTB. Và trong công tác xã hội thì luật sư hãy chia sẻ thêm về những thông tin cũng như là những kinh nghiệm để giải đáp cho câu hỏi này ạ. Cảm ơn Ngự Bình, cũng cảm ơn chia sẻ rất là thiết thực của quý khán giả của bạn xem đài gửi đến về đài. Đối với cái trường hợp của bạn, tôi cũng xin chia sẻ như sau. Thì khi tiếp cận cái hiện tượng hôn nhân cận huyết thống, thường là chúng ta thể hiện cái sự quan sát là từ ngoài vào trong, là có nghĩa là cái từ cái chính sách và cái thực thi cái chính sách đó áp dụng cho một cái đối tượng. Tuy nhiên thì nguyên nhân nội tại là muốn nói về cái luật tục rồi những cái trình độ dân trí thì nó mới chính là cái chi phối cái hiện tượng vi phạm pháp luật. Là để giải quyết cái triệt để cái tình trạng này thì cần phải có cái cách tiếp cận phù hợp toàn diện, có thể là cái cách tiếp cận từ phía ngoài và cách tiếp cận từ phía trong, là từ trong chúng ta tiếp cận ra. Đối với cộng đồng bà con dân tộc thiểu số thì cái luật tục thì như tôi đã nói trên ảnh hưởng và các tác động đến cái hành vi quan niệm của cộng đồng, xảy ra cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống rất là nhiều. Thì các cái cộng đồng có nguy cơ cao về hôn nhân cận huyết thống hiện nay là chủ yếu cũng là tập trung cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cái địa bàn sinh sống thường là ở miền núi hoặc là vùng sâu vùng xa,
là xác định được cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống và để tiếp cận và tuyên truyền thuyết phục bà con nơi đây, tôi nghĩ trước hết là phải tìm hiểu cái phong tục tập quán của bà con về cái luật tục và cái điều kiện sinh hoạt của đồng bào dân tộc chịu chi phối nhiều bởi cái luật tục. Cái luật tục gần như là in sâu vào trong cái tâm trí và chi phối những cái hành vi và sinh hoạt hàng ngày của bà con, cái người dân tộc thiểu số này. Trong cái cộng đồng người dân tộc thiểu số thì mỗi cái dân tộc có một cái luật tục riêng. Trong mỗi cái tộc thì có những cái nhánh hoặc là cái nhóm riêng nữa. Thì cái một cái cùng một cái dân tộc đó sinh sống ở những cái địa phương khác nhau là cũng sẽ có cái sự giao thoa với các cái nhánh và các cái dân tộc khác có những cái điểm riêng vân vân. Và chúng ta phải vượt qua cái rào cản về ngôn ngữ, là phải quan tâm nhiều hơn nữa về cái phát triển kinh tế cũng như tạo điều kiện để bà con có thể tiếp cận với các cái nguồn vốn là hoặc là khoa học kỹ thuật để nhân rộng các cái mô hình kinh tế có cái hiệu quả để chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thì cũng trên cái cơ sở đó thì chúng ta có nâng cao mức sống cho người dân, đặc biệt là các cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn, là xây dựng cái đời sống văn hóa và hộ gia đình theo cái hướng mà gọi là tiến bộ trên cái cơ sở kế thừa và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc. Và chúng ta từ đó chúng ta từng bước đẩy lùi cũng như xóa bỏ các cái hủ tục, đặc biệt trong cái việc cưới hỏi, cái việc tang cũng như là các cái lễ hội của bà con dân tộc thiểu số. Và một câu hỏi khác thì đến từ bạn LTBH như sau ạ. Vấn nạn hôn nhân cận huyết thống gây ra nhiều hệ lụy trong xã hội. Việc tuyên truyền, vận động người dân và đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục này là rất khó khăn. Như vậy thì xin hỏi luật sư, làm thế nào để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân về hôn nhân cận huyết thống? Và xin luật sư hãy giải đáp thắc mắc của bạn trên ạ. Cảm ơn người Bình. Kính thưa quý khán giả cũng như các bạn có câu hỏi vừa gửi về cho chương trình. Thì cũng như tôi đã nói ở trên, thì cái việc xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống thì công việc thật sự chúng ta nói đi nói lại là công việc nó khó khăn. Thì cho nên là đòi hỏi là cái quan trọng nhất là phải có cái cách tiếp cận phải là toàn diện và những cái giải pháp nó cũng phải đồng bộ và đòi hỏi một cái sự kiên trì thực hiện với cái sự tham gia của các tổ chức cá nhân, các cấp ủy chính quyền, đoàn thể v.v. Và cũng để mà nâng cao cái nhận thức và thay đổi cái hành vi của người dân về cái hôn nhân cận huyết thống, bên cạnh là cái việc can thiệp bằng cái biện pháp pháp luật và hành chính, thì cách thức tuyên truyền nó cũng phải là phù hợp với lại cái phong tục tập quán văn hóa của cái đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là cái yếu tố rất quan trọng nhằm nâng cao cái nhận thức và thay đổi cái hành vi của cái người dân về hôn nhân cận huyết thống. Là cụ thể cần làm một số cái nội dung tôi cũng gợi ý là như sau. Thứ nhất là đối với chính quyền, đoàn thể thì chúng ta cần nâng cao cái nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và cán bộ đảng viên trong cái việc thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục là ngăn ngừa để giảm thiểu cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Cái tài liệu tuyên truyền chúng ta cũng phải cần chọn cho cái nội dung nó có trọng tâm, cũng như là ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tiễn nhận thức của đồng bào, đặc biệt là tập trung vào cái nhóm đối tượng vùng có nguy cơ cao về hôn nhân cận huyết thống. Còn thứ hai là đối với nhà trường thì chúng ta cũng cần xác định cái công tác phòng chống hôn nhân cận huyết thống là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Các thầy cô giáo thì phải là những cái người đi đầu, là tấm gương cho học sinh về cái phòng chống hôn nhân cận huyết thống, truyền thông cho học sinh về cái phòng chống hôn nhân cận huyết thống bằng cách là cách là trò chuyện trực tiếp với các em, hoặc là phát các cái tin bài qua cái loa phóng thanh, qua cái cuộc thi tìm hiểu về cái kiến thức, qua các cái buổi chào cờ, hoặc là sinh hoạt lớp, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt đoàn. Và thứ ba nữa là cái đối tượng là đối với các cái bạn trẻ, đây là một đối tượng phải nói hết sức là phải quan trọng. Chúng ta cũng cần phải là tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể, đặc biệt là các hoạt động phòng chống hôn nhân cận huyết thống ở nhà trường và địa phương chúng ta ở, cũng như là tích cực tìm hiểu các cái thông tin về cái hôn nhân cận huyết thống, là học tập theo các tấm gương đã vượt qua cái hủ tục này ở cái dân tộc mình hoặc là cái địa bàn địa phương của mình. Thực hiện cái tuyên truyền về cái tác hại của hôn nhân cận huyết thống tới như cũng như là những cái người lớn hơn mình, như là của ông bà cha mẹ hoặc là bạn bè cùng lứa, để mọi người có thể đều nâng cao kiến thức và trở thành cái tuyên truyền viên để mà phòng chống cái tình trạng cái nạn hôn nhân cận huyết thống trong gia đình, dòng họ hoặc là tại cái địa phương mình sinh sống. Thì nói tóm lại là hôn nhân cận huyết thống là cái hành vi vi phạm pháp luật
và trái với cái chủ trương pháp luật chính sách của đảng và nhà nước, là những cái hủ tục lạc hậu và vi phạm của thuần phong mỹ tục của người Việt Nam gây ra nhiều cái hậu quả nghiêm trọng, là cũng dẫn đến cái đói nghèo lạc hậu. Thì cho nên vậy thì mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội là cần nâng cao cái nhận thức và thay đổi cái hành vi, cùng với chung tay và đẩy lùi, xóa bỏ cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống, góp phần xây dựng xã hội được giàu đẹp, văn minh hơn. Và kính thưa quý vị khán giả thân mến, qua buổi trao đổi ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau nhìn lại những khó khăn trong công tác tuyên truyền nhằm xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống. Những yếu tố này không chỉ làm giảm hiệu quả của công tác tuyên truyền mà còn đặt ra nhiều thách thức trong việc thay đổi hành vi và nhận thức của cộng đồng về vấn đề hôn nhân cận huyết thống. Và hy vọng rằng với những nỗ lực không ngừng và sự hợp tác đồng bộ từ tất cả các bên liên quan, chúng ta sẽ từng bước xóa bỏ vấn nạn hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ trẻ, xây dựng một xã hội văn minh và tiến bộ. Và xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Nguyễn Thế Tân, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh. Và đến đây, chương trình Hỏi đáp cùng chuyên gia xin được phép khép lại. Kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.